toàn cảnh những địa điểm thi đấu SEA Games 31 tại Hà Nội. Các địa điểm tổ chức thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 ở Hà Nội cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đón các vận động viên tới tranh tài. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm là nơi diễn ra lễ khai mạc của SEA Games 31. Toàn bộ ghế ở các khán đài khá mới mẻ và sạch sẽ, không còn tình trạng hỏng hóc như trước đây. Khu vực đường biết được hoàn thiện, sơn sửa mới hơn. Mặt cỏ sân Mỹ Đình đang xanh tốt và vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng từ nay cho đến khi đại hội diễn ra. Đến nay, sân vận động Mỹ Đình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục phục vụ thi đấu SEA Games 31. Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội với sức chứa 1.200 chỗ ngồi sẽ là nơi diễn ra nội dung thi đấu của môn Wushu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2021 SEA Games 31. Các pano áp phích được trang trí bên ngoài nhà thi đấu quận Cầu Giấy. Cổng chính vào nhà thi đấu được trang hoàng sạch sẽ chào mừng các vận động viên đến tham gia thi đấu. Đến nay, công tác chuẩn bị bên trong nhà thi đấu cơ bản đã hoàn thành. Hệ thống đèn chiếu sáng, ghế ngồi được thay mới hoàn toàn, đảm bảo tốt điều kiện phục vụ thi đấu. Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình sẽ là nơi tổ chức bộ môn nhảy cầu, bơi và bồn lặn. Đây cũng chính là công trình từng phục vụ SEA Games năm 2003 mà lần đầu tiên Việt Nam được đăng cai. Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình hiện đã được trang trí trực quan từ cổng vào đến bên trong khuôn viên. Cung thể thao quần ngựa là nơi tổ chức các môn thể dục nghệ thuật, thể dục aerobic và thể dục dụng cụ. Toàn bộ sàn, ghế khán đài, hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hòa của nhà thi đấu được trang bị và nâng cấp. Hệ thống biển báo chỉ dẫn được lắp đặt để phục vụ tốt nhất cho các vận động viên tham dự thi đấu các bộ môn tại đây. Sàn thi đấu được lát gỗ lim, tạo thanh tự nhiên đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu. Toàn cảnh nhà thi đấu cơ bản đã sửa chữa, nâng cấp xong, sẵn sàng phục vụ cho thi đấu SEA Games 31.